Chào mừng người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn. Đó chính là hướng dẫn các bạn canh góc và bắn góc bắn 90 một cách chuẩn xác nhất. Thì ở trong video trước mình đã bắn góc 90 cho mọi người xem. Thì có rất nhiều anh em hỏi và bảo là tại sao bắn chuẩn xác như vậy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách bắn một cái cách mà chuẩn xác nhất. Thì ở trong video này mà các bạn cùng mình theo dõi nha. Thì đầu tiên các bạn chơi, các bạn vào ngay chỗ học viện Ginny cho mình. Đây, các bạn vào phó bản huấn luyện nha. Ở đây các bạn chọn cho mình huấn luyện cách đánh này. Thì cái đầu tiên, trước khi chúng ta muốn bắn được góc 90 thì chúng ta phải biết cách đo màn hình. Đây, thì các bạn vào đây cho mình nha. Thì đo màn hình rất là dễ. Ở một ô màn hình á, ở ô hình thì chúng mình sẽ chia thành 10 ô nha anh em. Đây, chúng mình sẽ chia thành 10 ô đây. Một màn hình là trên mô này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha. Cái này là một cự ly nha anh em. Thì bây giờ các bạn sẽ tính từ đây tới đây là bao nhiêu cự ly. Giống như từ đây tới đây là 5 cự ly này anh em. Đây thì mình chọn số 5. Này, đây cự ly nè, cự ly 1 này, cự ly 1 này anh em. Đây, tiếp tục cự ly này là 1, đây là 2, 3. Đây là đúng không? 1, 2, 3, cự ly 3 nè anh em. Này anh em thấy không? Rất là dễ, anh em thấy không? Rất là dễ. Đây bây giờ mình tiếp tục. Mình tiếp tục tới đây, tới đây là đo cự ly góc bắn nha anh em. Thì đầu tiên các bạn sẽ đo cự ly giùm mình. Thì ở đây, đây các bạn đo rất là dễ này. Thì đây, ở đây lại đây là ngay cái viên gạch này anh em là 10. 10 đúng không? Xong viên gạch này tới đây là 16 anh em thấy không? Ở đây 15 này, đây 16 này, bấm vô 16. Đây, rất là dễ. Xong tiếp tục từ đây các bạn đo lên đây. Ngay viên gạch này là 10 nha. Tới đây, từ đây qua đây viên gạch này là 10, 10, 18, 19, 20, 18 nha anh em. Đây. Từ đây các bạn đo lên đây. Xong từ đây các bạn đo lên đây là 10, 10 này, 11, 12, 13, 13 này anh em. Hết giờ anh em à. Đang đo thì nói chung bạn phải đo nhanh lên từ đây đến đây là 10 này. 10 tới đây 17 này anh em. Tiếp tục tới đây 18. Đây rất là dễ anh thấy không? Cho mình nha. Ném 20 độ rất dễ anh em. Đây. Đầu tiên các bạn sẽ có 20 độ này, sẽ có những cái lực chơi cho bạn coi này anh em thấy không? Thì các bạn nhìn vào bảng bản lực để bạn sẽ bắn được nha, rất là dễ. Bản lực cộng với lại cái tốc độ đây 10. 10 đây, ở đây bạn này nhìn 10 lực 54 anh em. Đây rất là dễ. Đây. Chuẩn xác anh em thấy không? Rất là dễ anh em. Thì đây lực 10 luôn này, lực 54 này anh em. Ở đây là 4 thì ở đây lực 30. Này thấy không? Nói chung rất là dễ để cho các bạn có thể bắn một cách chính xác. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tới bắn góc tầm 65 độ nhưng mà có sức gió nha anh em. Thì ở đây khi mà các bạn có mà sức gió vào thì các bạn sẽ cộng như sau. Giả sử như sức gió đang thổi thuận là 1.8 thì các bạn cộng làm tròn lên tầm 2. 2 nhân 2 là 4, các bạn chỉnh góc lui lại cho mình là lên 4 độ đây. Khi gió thuận này các bạn cộng lên 4 độ này anh em. Bây giờ các bạn sẽ trừ, các bạn sẽ chỉnh lên góc 65 độ cho mình. Sức gió là 1.4 thì bạn cộng lên là 66 cho mình. 66 thì bạn đo cái phương bắn là 10. 10 là 56. 56 anh em. Đây. Nó cũng rất là dễ, không khó lắm anh em, đây thấy không? Rất là dễ. Tiếp tục gió 0.2, 0.2 thì không sao anh em, để là 65 đi anh em. 10. 10 và ở đây là 12. 12, 12 lực bắn 61 thì chúng ta bắn 62 mạnh hơn tí xíu anh em. Đây. Là chúng rất là dễ. Tiếp tục cái lần thứ 3 không có gió quá ok luôn 10.
10 thì đây là 17. 17 là bắn 76. Ok. Con máy thiếu rồi anh em ơi, thiếu tí lực rồi. Oh my god. 10. Và đây là 15. 15 mà gió về bạn tụt xuống 2. 15 70. Đúng chỉ luôn, 70 cho tôi vô đầu. Ngon lành. Tiếp tục là ở đây. Gió 0.7 là lên 1 thôi, 66 thôi, 1. 2 13 13. 13 64. 64 bắn tập 63 thôi đi. Đi nó cũng trúng anh em, ném tầm cao cho anh em nha. Thì bây giờ khi mà các bạn đã ném được cái tầm thấp, tầm ok thì nói chung tầm cao nó sẽ rất là dễ hơn mọi người. Thì tầm cao các bạn sẽ bắn như thế nào? Thì đầu tiên là dành cho những vũ khí ok này là lưu gạch, TV, sấm sét là những vũ khí mà các bạn có sức sát thương cao. Sẽ sử như bạn quăng cái TV lên mà ở cấp 90 nó rớt xuống thì lực, tự nhiên các bạn sẽ học được lực định lý Newton đồ ấy, cái lực hút xuống ấy nó sẽ mạnh hơn, nên những cái này vũ khí này nên cần xài anh em à. What? What the fuck? Quá hợp lý luôn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn luôn. Đầu tiên thì cái lực bắn này ưu điểm nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi địa hình, nhưng mà bị hạn chế về sức gió và tầm cao anh em nha. Sức gió ảnh hưởng khá là nhiều luôn nha anh em. Đây thì nếu các bạn bắn thì sẽ lực tương ứng không thay đổi nha, chỉ cần thay đổi góc thôi mọi người nha. Bây giờ các bạn sẽ rất là dễ đây. Giả sử như kiểu ly là 10 thì lực các bạn sẽ trừ đi, bạn sẽ trừ đi là 10 cho mình là góc 80. Sở giữ sức gió ngược là sức gió thuận là như vậy, thì bạn cứ trừ đi cái sức gió kia giống như hồi nãy nha anh em, rất là dễ nha. Bây giờ các bạn sẽ chỉnh lên 80 này nha. Chỉnh lên 80. Đây tụ lực. Tụ lực là 95. Đây các bạn cứ tụ lực 95 thôi, cự ly 10 thì các bạn cứ trừ đi 10 lần cho mình, tụ lực 95. Đây là trúng. Rất là dễ luôn, bắn góc này rất là dễ anh em. Vãi thiệt chứ, bắn là động thục nữa anh em. Bạn nhớ bắn là cái lực 95 nha anh em. Các bạn bắn lực 97 là thục liền thấy không? Cái việc tăng lực nó phải chính xác anh em à. Đây xong. Thì giờ bắn trúng hai bia này anh em. Đầu tiên là 10 tiếp, tụ lực 95 tiếp, không có gì phải dễ, không có gì khó khăn anh em. Oh my god. Buông cái tay mà. Cái này phải canh đúng anh em à. Tay buông nó không đúng tí nào. Đây thì này tầm bắn là 7. 7 thì bắt ống 83 anh em. Lực bắn thì vẫn là 95, góc thì trừ đi cho cự ly là 7. Này. Bạn lấy 90 trừ cho cự ly là 7. Bắn thì bắn vẫn 95. Này bạn thấy không? Qua rất là dễ, cách bắn cái lực góc 90 nó rất là dễ anh em. Này, bắt đầu cái lần thứ hai là bây giờ nếu mà có sức gió nữa thì sao? Thì thật sự sức gió thì nó cũng rất là dễ này, 90 trừ cho cự ly màn hình nhưng cộng cho sức gió nhân 2, còn bắn nghịch gió là 90 độ trừ cho cự ly màn hình trừ cho sức gió nhân 2. Chung cũng rất là dễ anh em, nhưng mà các bạn phải đọc, các bạn phải tính toán nhanh. Đây sức gió cũng không phải đơn giản đâu anh em. Cự ly 10 này 80 lại. Đây không có gió anh em, không có gió nha anh em. Chung các bạn phải đọc, bạn phải tính toán cái này rất là nhanh. Tại vì thời gian các bạn không tính được ấy, nhiều lắm nè. Cự ly đây, cự ly là 10, 11 này, cự ly 11 này. 1 là bắn góc 79, thêm sức gió dậy xuống nữa là 78. Nói chung bạn phải đốc, bạn phải tính toán cực kỳ lẹ chứ, mà chậm một bước là cái này khó lắm, khó dính lắm. Bạn chậm một bước là bắn xịt lên em. Tính toán rất là lẹ nha. Nay thì đây 10, cự ly 10, 10 sức gió 0.2 không bao nhiêu hết, cứ để yên 80 luôn em. 80 lực bắn chúng ta 96 mạnh hơn tí xíu thì nó sẽ ok hơn. Đây. Thì giờ tiếp tục các bạn à, tính toán lâu thì hơi khó. 10. 10 và ở đây là 12. 12 mà 1.2
là 78, 78 là 76. 76. 76 bắn mạnh tí, bắn 96 anh em. Đây. Bây giờ bắt đầu khó hơn, nó không cho bạn tròn số anh em. Đây khó bắn hơn mày thấy không? Nó khó hơn bắn rất nhiều đây. Đây là 6 này. 6 là 84. 84 sức gió nhân 2 là 4 là 80. 80 bắn 95. Đây. Tiếp tục ở đây cự ly là 9. Cự ly đây là 9 anh em. 9 mà sức gió 2.1. 9 là 81 mà sức gió 2.1 là 1 2 3 4 77 bắn. Đây, nói chung càng tính á, các bạn tính cái này các bạn chơi nhiều ấy, thật sự nó cũng ít cho mọi người nha. Thật sự cái tựa game này chơi nhiều ấy, nó giúp cho cái đốc bạn ấy nó tính toán nhanh hơn, nhạy bén hơn. Nha anh em, thích hợp cho những mà cái, tuổi trẻ, các bạn trẻ đang phát triển chơi nha. Đây 8 là bạn bắn 82. 82 mà sức gió 2.9 là 5. 5 thì trừ 5 là 77. Bắn. Đây. Ê hình như 76 bạn ơi, trừ 6 lượng anh em lộn. Ship nữa toàn rồi, trừ 6, 82 trừ 6 anh em. Đây. Đây tiếp tục là ở đây cự ly. Cự ly 10 11 11 mà 11 là 79, 79 mà trừ 6 nữa. 1 2 3 4 5 6. Đây. Rồi bắn. Đây. Nó cho những cái rất là khó anh em. Vô những cái kèo rất là khó rồi thấy không? Đây. Nói chung mình đã hướng dẫn các bạn bắn ở mức mà ném cao rồi rất là nhiều, còn một cái phần ở tầm cao thì nói chung cái này là do cảm nhận mọi người thôi. Các bạn chơi nhiều á, cái này không cần hướng dẫn. Các bạn chơi nhiều các bạn sẽ căng lực khi các bạn ở thấp ở cao rất là nhiều. Còn mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái phần ném rồi nha. Nói chung cái game này giúp cho mọi người chơi sẽ có cái sự tính toán rất là nhanh, sự nhảy bén ở trong cái suy nghĩ nha anh em. Thực sự những phép toán xong rồi các bạn phải nhảy bén xong rồi cảm giác rất là nhiều. Thì cái game này thực sự rất là thích hợp cho những bạn trẻ mà đang phát triển về mà tư duy ấy. Nên chơi những game này để cho có khả năng bạn tính toán rất là nhanh. Và thực sự rất là thú vị để các bạn có thể trải nghiệm chơi trong cái dịp những cái dịp tối rảnh nghỉ ngơi nha mọi người nha. Thì nếu các bạn thấy video mình hay hút đừng quên like và đăng ký kênh và nhớ tải game Dune Oxygen của nhà phát hành VNC nha mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.